Xin chào các anh chị. Hôm nay tôi được sự phân công thì sẽ giới thiệu cho anh chị một bài cũng khá là quan trọng trong chuyên ngành huyết học, đó là đặc điểm máu và tủy xương của bệnh nhân tăng sinh tủy mạn ác tính. Chắc là những bệnh bình thường gặp các bệnh nhân mà ví dụ như tự nhiên là thấy hồng cầu, tiểu cầu hay bạch cầu tăng thì chúng ta cũng quan tâm đúng không ạ? Không biết là bệnh lý gì thì hôm nay là chúng ta sẽ tôi sẽ giới thiệu với cái bệnh lý tăng sinh tủy mạn ác tính, viết tắt là MPN. Cái bệnh tăng sinh tủy mạn ác tính này thì trước đây theo phân loại của FAB thì chỉ có bốn bệnh cơ bản, đó là bệnh lý leukemia kinh, dòng bạch cầu hạt, bệnh tăng tăng tiểu cầu, đa hồng cầu và xơ tủy. Tuy nhiên là theo phân loại của mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2016 thì cái bệnh lý tăng sinh tủy thì họ sẽ chia chia thành một cách rất là khái quát. Đó là đầu tiên là họ sẽ làm cái gen BCR-ABL, nếu mà BCR-ABL mà dương tính ấy, thì nó sẽ là nhóm tăng leukemia kinh, dòng bạch cầu hạt. Còn thuộc cái nhóm BCR-ABL âm tính thì nó sẽ thì sẽ chia thành hai hai nhóm lớn, đó là một cái nhóm cổ điển và nhóm không cổ điển. Nhóm cổ điển thì chính là cái nhóm nhóm bệnh mà theo như FAB ngày xưa thì phân ấy, đó là gồm có xơ tủy nguyên phát, đa hồng cầu và tăng tiểu cầu. Còn cái nhóm mà không cổ điển thì sẽ có các bệnh mới, tức là cái bệnh mới đó là bệnh bệnh lý tăng sinh tế bào mát này, bệnh leukemia kinh, do bạch cầu hạt trung tính, và bệnh leukemia kinh do bạch cầu hạt ưa axit. Vậy thì trong trong cái nội dung bài hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với chúng ta về bệnh lý leukemia kinh do bạch cầu hạt này, về nhóm classic này. Đây là bốn cái bệnh mà gặp chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm trên 90% của bệnh lý tăng sinh tủy mạn ác tính. Còn về cái nhóm non classic này thì tôi sẽ giới thiệu hai bệnh lý, đó là bệnh lý leukemia kinh dòng bệnh cầu đại đoạn trung tính và leukemia kinh do bạch cầu axit. Còn cái bệnh lý tăng sinh tế bào mát này thì cho đến bây giờ là tôi cũng chưa gặp một ca nào, và thành ra là còn còn với cái bệnh lý tăng sinh leukemia kinh dòng bạch cầu trung tính và axit này thì tuy là cũng rất là hiếm gặp, tuy nhiên là chúng ta sẽ gọi là có gặp những cái trường hợp mà nó mình cần phải phân biệt với nó trên lâm sàng. Vì vậy nên là hôm nay tôi sẽ giới thiệu qua về hai bệnh này để chúng ta tiếp cận nhé. Đây đây là cái tôi lại đây là gọi là cái giảng giải lại cái phân loại của tăng sinh tủy mạn ác tính thôi. Đầu tiên chúng ta thì đầu tiên là và bệnh lý đầu tiên là bệnh lý leukemia kinh dòng bạch cầu hạt. Thì cái bệnh lý này là cái bệnh lý được mô tả lần đầu tiên bởi hai tác giả, đó là Bennett và Vitcho. Thì và hai ca đầu tiên ông Bennett và Vitcho này, ông ấy thấy đó là thấy cái có biểu hiện của những cái bệnh nhân mà có biểu hiện đó là tăng bạch cầu trong máu ngoại vi tăng rất cao kèm theo và lách to. Đó, ban đầu người ta chỉ mô tả như thế thôi. Cho đến năm 1960 thì hai tác giả Nowell và tác giả Hunford này thì người ta đã phát hiện ra cái nhiễm sắc thể Philadelphia. Đó đấy, và đến năm 1973 thì tiếp theo đó là người ta sẽ và ông Janet này cũng đã tìm ra là nhiễm sắc thể Philadelphia này là kết quả của sự chuyển đoạn của nhiễm sắc thể số 9 và số 22. Và đến năm 1983 thì cái gen kết hợp BCR-ABL đã được tìm ra, và người ta biết rằng cái gen này là một cái gen có hoạt mã hóa cho một cái protein có hoạt tính tyrosine kinase rất là mạnh, và nó cũng đã gọi là tiền đề cho cái sự phát triển của cái thuốc thuốc không nhắm đích TKI bây giờ đúng không nhỉ? Thì đây xem leukemia kinh dòng bạch cầu hạt thì là thuộc hội chứng tăng sinh tế bào ác tính, chiếm khoảng 0,5 số ca ung thư mới mắc và dưới 10% bệnh lý leukemia nói chung. Và tỷ lệ mắc hàng năm thì sẽ vào khoảng 0,7 đến 1,8 trên 100.000 dân. Và bệnh này thường gặp ở người lớn tuổi, trung bình là từ 60 đến 70 tuổi. Tuy nhiên có thể gặp có tất cả các lứa tuổi, kể cả trẻ em, tuy nhiên là trẻ em rất là ít gặp luôn nhỉ. Thì vì vậy chúng ta thấy một bệnh lý thấy một bệnh nhân mà chuẩn đoán leukemia kinh ở bạch cầu hạt mà lại ở trẻ em khoảng 10 tuổi chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta phải kiểm tra thật kỹ lại đúng không nhỉ?
Và bệnh bệnh lơ sinh kinh rồi mày có hỏi thì nó sẽ diễn biến qua ra ba giai đoạn, là giai đoạn mãn tính, giai đoạn tăng tốc và giai đoạn chuyển cấp, đúng không nhỉ? Và nhờ cái sự phát triển của cái thuốc nhắm đích Glivec và các thế hệ của nó, như bây giờ mà cái giai đoạn mãn tính nó kéo dài rất là lâu, tức là tỷ lệ nó chuyển sang giai đoạn tăng tốc và giai đoạn chuyển cấp càng ngày càng ít dần, và cái giai đoạn mãn tính nó kéo dài rất là lâu, đúng không nhỉ? Đó là một cái thành công rất là lớn. Đầu tiên là về giai đoạn mãn tính. Giai đoạn mãn tính thì bệnh nhân sẽ được thường thường là trên lâm sàng thì 50% là bệnh nhân không có cái triệu chứng lâm sàng gì cả, mà thường là qua tình cờ đi phát hiện khám sức khỏe, thấy tự nhiên đi khám sức khỏe thấy bạch cầu tăng, máu tăng cao chẳng hạn. Đó năm hầu như trên 50% là bệnh nhân sẽ biểu hiện như thế. Còn một phần khác thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là mệt mỏi, khó chịu, gây sút cân này, ra mồ hôi đêm và thiếu máu, và một số thì có thể có xuất huyết do bất thường chức năng tiểu cầu chẳng hạn. Đây nhá, đây là xuất huyết là do bất thường chức năng tiểu cầu chứ không phải do giảm tiểu cầu, các anh chị lưu ý nhé. Tại vì trong cái bệnh lý này là tiểu cầu nó sẽ thường là bình thường hoặc tăng chứ nó không có giảm. Tuy nhiên là một số bệnh nhân sẽ có cái bất thường chức năng tiểu cầu. Lách to, gan to là các triệu chứng điển hình, là đây một cái triệu chứng rất điển hình của lơ sơ mi kính các bạn ha. Lách to chính vì lách to nên là đôi khi nó sẽ, nếu mà lách nó to quá nó sẽ gây ra hiện hiện tượng gọi là hội chứng dạ dày nhỏ, đúng không nhỉ? Thì nó chèn ép vào dạ dày của chúng ta, làm chúng ta ăn nhanh no và đau tức hạ sườn trái chẳng hạn. Đó đấy cũng là một cái ví dụ như cái biểu hiện của bệnh nhân cần đi khám đó. Gọi là biểu hiện, hoặc là bệnh nhân mà có tăng acid uric thì sẽ có biểu hiện của gút. Và một biểu hiện, và nếu mà bệnh nhân có bạch cầu tăng cao quá thì bệnh nhân sẽ có thể có biểu hiện của tắc mạch, như tắc mạch chi, tắc mạch lách. Đấy. Các đặc điểm về tế bào học thì đầu tiên là về máu ngoại vi, bạch bạch cầu trong máu ngoại vi thì thường tăng cao. Theo WHO 2016 thì người ta nói là trung bình là cái giải phân bố bạch cầu trong máu ngoại vi khoảng từ 12 đến 1.000 giga trên lít, trung bình là 80 giga trên lít, và gặp ở đủ các độ tuổi trung gian trong bạch cầu hạt, và không có các rối loạn của tế bào trong bạch cầu hạt. Tỷ lệ thì blast là dưới 2%, tăng tỷ lệ bạch cầu ureasid ureaser là thường gặp, và số lượng mono thì thường tỷ lệ của nó phải là dưới 3% đúng không nhỉ, và số lượng tiểu cầu bình thường hoặc là tăng có thể tới 1.000 giga trên lít. Và một cái key lưu ý trong cái phần này là các anh chị cần phải lưu ý. Thứ nhất là phải gặp đủ các lứa tuổi trung gian rồi phải có hạt. Cái thứ hai là tỷ lệ blast phải dưới 2%, và cái thứ ba phải tăng cả bạch cầu acid và bazo. Đấy, cái thường là chúng ta sẽ rất hay bỏ sót cái biểu hiện là tăng tăng cả tỷ lệ bạch cầu acid và bazo. Các chị có hiểu hiểu nôm na đây là dòng bệnh này, người ta đặt tên là lơ sơ mi kinh dòng bạch cầu hạt, đúng không nhỉ? Dòng bạch cầu hạt thì nó sẽ gồm có dòng bạch cầu hạt trung tính, acid và bazo, đúng không nhỉ? Nên là biểu hiện là chúng ta phải tăng của cả ba dòng này. Còn nếu mà khi chúng ta chỉ tăng mình bạch cầu hạt trung tính thôi thì nó lại thiên về bệnh lý lơ sơ mi kinh bạch cầu hạt trung tính rồi, đúng không nhỉ? Hoặc là tăng mình acid thì lại là biểu hiện của lơ sơ mi do bạch cầu acid rồi, đúng không nhỉ? Vậy đây là lơ sơ mi kinh do bạch cầu hạt, vì vậy chúng ta phải tăng tăng cả tất cả các tuổi của dòng bạch cầu hạt, gồm có cả bạch cầu acid và bazo. Đó. Đây là hình ảnh của máu ngoại vi bệnh nhân lơ sơ mi kinh của bạch cầu hạt. Đây thì chúng ta thấy ở vật kính 10 thì thấy là máu ngoại vi ở vật kính 10 ta thấy có bạch cầu là tăng rất cao nhỉ. Nhìn sang đến vật kính 100 chúng ta thấy là đầy đủ các lứa tuổi của tụ bạch cầu hạt. À, và kèm theo đấy là nhìn rõ nhất là tăng bạch cầu axit, đúng không nhỉ? Đó. Và cần các tiếp theo là các đặc điểm của tủy xương, thì tủy xương thì thường là người ta sẽ thường là nói là tủy và máu của bạch của thường là tủy và máu của bệnh nhân lơ sơ mi kinh do bạch cầu hạt là cũng tương tự nhau, tức là ý là máu bạch cầu tăng rất cao, còn tủy thì là rau tế bào, đúng không nhỉ? Sự tăng sinh chủ yếu của bạch cầu hạt không có dấu hiện của rối loạn các tế bào dòng hạt. Blast thì dưới 5%, tỷ lệ hồng cầu giảm, mẫu tiểu cầu thì thường nhỏ hơn bình thường và có nhân giảm đoạn, bạch cầu bazo với axit thì thường tăng về số lượng, và số lượng mono cũng dưới 3%. Chúng ta có thể thấy là về mô tả của cái phần tủy xương ở bệnh nhân này thì khá là giống máu ngoại vi, đúng không nhỉ? Chúng ta chỉ thêm cái là tỷ lệ tăng dòng hồng cầu giảm, bởi vì ở trong máu ngoại vi thì thường là chúng ta sẽ không đếm vào hồng cầu, nhưng vào trong tủy xương thì chúng ta quan sát vào hồng cầu thì chúng ta chỉ thấy là tỷ lệ hồng cầu giảm, bởi vì là dòng bạch cầu hạt nó tăng rất là cao, tỷ lệ mới trên e nó rất là lớn, đúng không nhỉ? Đây là tủy tủy ở vật kính, đây là vật kính 20 đấy, và có thể là tủy rất là giàu tế bào, và sau vật kính 100 đấy có thể thấy là các tế bào vẫn biệt hóa được bình thường, hình thái thì nó cũng không có gì lỗi rối loạn, không nhỉ?
Còn đây là sang sinh thiết thủy xương, sinh thiết thủy xương đây. Chắc là ở đây cũng chúng ta cũng có nhiều người thì đã tiếp cận với sinh thiết thủy xương, nhưng cũng có nhiều nhiều bạn chưa tiếp cận với sinh thiết thủy xương đúng không nhỉ? Đây tôi giới thiệu qua, đây là cái sinh thiết thủy xương này. Thì những cái hồng hồng này chính là những cái bề xương nha. Và bao quanh giữa những cái hồng hồng này những cái khoang sinh máu đó, chúng ta thấy khoang sinh máu thì cũng sẽ cùng với các tế bào tạo máu. Và đây là cái biểu hiện là cái tủy tăng sinh tế bào rất là mạnh, tủy rất giàu tế bào đó, dày đặc các tế bào và khoang sinh máu đúng không nhỉ? Và ở vật kính vật chuyển sang vật kính 40 trên thịt xương thì chúng ta có thể thấy là tăng sinh hết các tăng sinh tuổi dòng máy cầu hạ rất là nhiều này, dòng hồng cầu thì chúng ta vẫn gặp này đó, nhưng mà tăng sinh dòng máy cầu hạ này, đây mẫu tiểu cầu đây nhỉ, mẫu tiểu cầu đây, mẫu tiểu cầu kích thước nhỏ đúng không nhỉ? Đó, còn thì người ta có nhận thấy là hầu hết các trường hợp leukemia kinh dòng máy cầu hạt giai đoạn mãn tính thì có thể được chẩn đoán từ máu ngoại vi kết hợp với các chẩn đoán 922 hoặc phát hiện tổ hợp gen BRCA đúng không nhỉ? Đó, chúng ta chỉ cần máu ngoại vi là điển hình, kèm theo chúng ta có thể làm di truyền chẩn đoán 922 trên máu ngoại vi, chúng ta cũng có thể chẩn đoán được cái bệnh lý leukemia kinh rồi đúng không nhỉ? Tuy nhiên tủy xương người ta cũng phải là bệnh nhân vẫn cần phải làm tủy xương, bởi vì tủy xương cần thiết để chẩn đoán hoàn chỉnh về di truyền tế bào học cũng như là chẩn đoán giai đoạn bệnh. Khi mà chúng ta muốn chẩn đoán giai đoạn tăng tốc và chuyển cấp ấy, thì chúng ta phải chẩn đoán trên tủy xương đúng không nhỉ? Nên là với bệnh nhân leukemia kinh dòng máy cầu hạt thì chúng ta chọc tủy vẫn là một cái yêu cầu bắt buộc. Và trong thời kỳ điều trị bằng điều trong thời kỳ điều trị thuốc bằng thuốc ức chế TKI thì những bệnh nhân mới chẩn đoán có thể tuổi thọ gần như bình thường, nhưng cần theo dõi và thường xuyên là bằng định lượng gen BRCA1. Tiếp theo là phần giai đoạn tăng tốc. Giai đoạn tăng tốc thì như tôi vừa nói lúc nãy, ở bệnh nhân CML đến thời điểm hiện tại mà được sử dụng bằng thuốc nhắm đích TKI ví dụ như là Glivec chẳng hạn, thì những thì cái tuổi thọ bệnh nhân bây giờ rất là cao, điều trị rất là tốt, tuổi thọ rất là cao và cái tỷ lệ mà chuyển sang giai đoạn tăng tốc càng ngày càng ít dần đúng không nhỉ? Và các tiêu chí giai đoạn tăng tốc trong phân loại HU được sửa đổi bao gồm các thông số huyết học, hình thái học tế bào và bổ sung thêm các thông số về gen bằng chứng cho việc sử dụng thuốc TKI. Đây là cái tiêu chuẩn để chẩn đoán giai đoạn tăng tốc của hiện nay, gồm có 6 tiêu chuẩn. Thứ nhất là số lượng bạch cầu tăng cao, dai dẳng hoặc lách to tăng dần, dai dẳng không đáp ứng với điều trị đúng không nhỉ? Thứ hai là tăng tiểu cầu dai dẳng không đáp ứng với điều trị. Chúng ta phải gắn với lúc nào chúng ta phải gắn với câu là không đáp ứng với điều trị, chứ không phải là khi tiểu cầu tăng cao trên 1.000 thì chúng ta để là giai đoạn tăng tốc. Các anh chị hiểu không nhỉ? Mà phải là tăng cao dai dẳng không đáp ứng với điều trị. Có nhiều bệnh nhân mà khi mới vào viện tiểu cầu của nhân đã gần 100 ở 1.000 hoặc trên một thậm chí trên 1.000. Tuy nhiên là bệnh nhân khi chúng ta điều trị bằng thuốc tiểu cầu của nhân vẫn quay trở về được vị giá trị bình thường, thì đấy thì lúc đấy chúng ta vẫn bệnh nhân vẫn ở giai đoạn mãn tính chứ không phải giai đoạn tăng tốc đúng không nhỉ? Thứ ba là giảm tiểu cầu dai dẳng dưới 100 không đáp ứng với không liên quan điều trị. Thứ tư là bằng chứng về sự xâm lấn của các tế bào ác tính đơn dòng là các tế bào chuyển nhiễm sắc tệ pH và có đột biến nó sẽ thêm vào. Thứ năm là bạch cầu basal chiếm trên 20% trong máu ngoại vi. Đó. Thứ sáu là blast chiếm từ 10 đến 19% trong máu ngoại vi và hoặc tủy xương. Đó. Đó. Đây là cái sáu cái tiêu chuẩn để chẩn đoán giai đoạn tăng tốc. Bệnh nhân mà có một bất kể một trong sáu cái tiêu chuẩn này để bệnh nhân được chẩn đoán là giai đoạn tăng tốc. Đây. Ở đây là bệnh nhân ở đây, đây là cái máu ngoại vi ở giai đoạn tăng tốc, thì ở đây là cái tủy xương của bệnh nhân ở giai đoạn tăng tốc. Thì đây đây ví dụ như ở một cái vi trường này chúng ta đã thấy là có hai bạch cầu basal rồi đúng không nhỉ? Đó, khi mà bạch cầu basal chúng ta sẽ đếm này, trong tủy xương ở trong trong máu ngoại vi mà bạch cầu basal của chúng ta trên 20% thì là chúng ta đã có quyền chẩn đoán là giai đoạn tăng tốc rồi đúng không nhỉ? Còn tiếp theo là về giai đoạn chuyển cấp. Các tiêu chí của pha chuyển cấp bao gồm là thứ nhất là trên 20% blast trong máu tủy xương hoặc sự tăng sinh ngoài tủy của tế bào blast. Đó. Ngày xưa thì người ta chỉ nhắc đến là khi mà chúng ta chọc tủy và thấy có trên 20% blast trong máu của tủy xương thì là chẩn đoán là giai đoạn chuyển cấp. Tuy nhiên là sau này người ta nhận thấy là một số bệnh nhân chuyển cấp nhưng mà nó lại không có biểu hiện cho tủy xương mà nó có biểu hiện của ngoài tủy xương. Và ví dụ tức là khi mà chúng ta chọc tủy chúng ta thấy tỷ lệ blast không đủ 20%. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy
có thể có một biểu hiện, có một cái hạch, có một cái u ở đấy ở ngoài, khi người ta chọc tủy ngừng xong rồi khi người ta chọc hút hoặc người ta sinh thiết cái khối đấy ra thì người thấy là tăng sinh rất nhiều, tăng sinh lan tràn tế bào bờ lát ở trong cái khối đấy chẳng hạn, thì lúc đấy người ta vẫn mà cái khủng cái tế bào đấy có bản chất là bờ lát dòng tuyền dòng lympho, thì khi đấy người ta vẫn chẩn đoán đây là bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn chuyển cấp chứ không phải là chỉ dựa vào tỷ lệ bờ lát trong tủy xương đúng không nhỉ. Và trong hầu hết các trường hợp thì leukemia kinh và mạch cầu hạt mà chuyển cấp ấy, thì là sẽ chuyển thành bờ lát dòng tủy, tuy nhiên là khoảng 20 đến 30% sẽ chuyển thành bờ lát dòng lympho đó, chúng ta phải lưu ý chứ chứ không phải là lúc nào cũng chuyển thành bờ lát dòng tủy, mà có tới 20 đến 30% là sẽ chuyển cấp là chuyển thành bờ lát dòng lympho. Và tăng sinh bờ lát ngoài tủy thì thường gặp ở da này, hạch bạch huyết hoặc là xương hoặc là trong và trong hoặc là thậm chí trung ương các bạn. Và khi và cái bờ lát ở ngoài tủy này cũng có thể có bản chất là dòng tủy hoặc dòng lympho, chúng ta lưu ý như thế. 70-80% sẽ là bờ lát dòng tủy, tuy nhiên cả 20 đến 30% sẽ là bờ lát dòng lympho. Đây, đây là ta là chuyển cấp trên tủy đồ đây. Tăng sinh rất mạnh tế bào bờ lát không nhỉ? Và đây là chân sinh cho tủy xương. Tất cả các tế bào này đều là tế bào bờ lát không nhỉ? Đó. Còn đây là cái bảng tóm tắt lại, mà tóm tắt lại ba cái pha của bệnh leukemia kinh do bệnh cầu hạt. Ở pha mãn tính và tăng tốc và chuyển cấp. Đấy. Tỷ lệ bờ lát lần lượt là bao nhiêu? Đó. Về các đặc điểm di truyền tế bào thì 90 đến 95% bệnh nhân leukemia kinh và có hạt thì chỉ có chuyển đoạn nhất rất là đặc trưng gọi là chuyển đoạn 922 đúng không nhỉ? Chuyển đoạn này sẽ tạo nên gen gen kết hợp là gen BCR-ABL, cái gen này thì là mã hóa cho một cái protein có hoạt tính tyrosine kinase mạnh và kích thích cái gen cái protein này sẽ là nó có tác dụng là kích thích sự phân chia của tế bào và đặc biệt là các tế bào dòng bạch cầu hạt đúng không nhỉ? Bây giờ các thuốc của chúng ta mới nhắm đích vào cái gen này, nhắm đích vào cái protein tyrosine kinase này thì nó sẽ làm giảm, thì nó sẽ ngăn chặn cái quá trình phân phân chia từ của tế bào, thì nó sẽ làm cho bạch cầu của chúng ta sẽ không có tăng cao nữa không nhỉ. Về đặc điểm miễn dịch thì trong leukemia kinh do bạch cầu hạt giai đoạn mãn tính thì phân loại miễn dịch thì có ý nghĩa tiên lượng cho bệnh, tuy nhiên là bây giờ là bảo hiểm sẽ không chi trả cho làm bảo hiểm không chi trả để làm phân loại miễn dịch của bệnh nhân leukemia kinh do bạch cầu hạt đúng không? Nếu những cái này chúng ta là cái này chúng ta chỉ biết thêm thôi. Nếu mà biểu hiện mà còn bệnh nhân có biểu hiện CD7 trên các tế bào mà CD34 dương tính là bảo hiểm của tiền xấu. Còn một quần thể tế bào gốc bình thường mà có CD34 dương tính mà không có CD7, CD56, CD11 thì có tiền lượng đáp ứng tốt với thuốc điều trị nhắm đích TKI. Đó. Tiếp theo là tôi sẽ đi vào các bệnh lý tăng sinh tủy có gen BCR-ABL âm tính. Thì đầu tiên là sẽ đi vào ba cái bệnh nhóm classic mà ngày xưa mà theo phân loại của FBB ngày xưa đó là bệnh đái hồng cầu nguyên phát, tăng tiểu cầu tiên phát và sơ tủy nguyên phát đúng không nhỉ? Đây, các bệnh lý mà tăng sinh tủy mà có BCR-ABL âm tính thì đây là các bệnh diễn biến trong thời gian dài và có xu hướng là có chuyển đổi qua lại về triệu chứng lâm sàng như xét nghiệm, có xu hướng chuyển đổi qua lại về triệu chứng lâm sàng như xét nghiệm là như thế nào, có nghĩa là các bệnh ví dụ như đa hồng cầu nguyên phát cũng có thể bệnh nhân cũng có thể có tăng tiểu cầu hơi tăng, cũng có thể có tăng tiểu cầu một chút chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân tăng tiểu cầu cũng có thể có tăng hồng cầu một chút đúng không nhỉ, hoặc là khoảng nào như bệnh nhân tăng đa hồng cầu sau này có xu hướng chuyển thành sơ tủy nguyên phát, hoặc là tăng tiểu cầu sau này cũng có thể có xu hướng chuyển thành sơ tủy nguyên phát chẳng hạn đó, thì đây người ta gọi là bệnh sẽ có xu hướng chuyển đổi qua lại về triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm. Và ba cái bệnh lý này thì cái cơ chế bệnh sinh của nó là do đột biến gen đâu nha, và ba cái gen phổ biến mà chúng ta gặp đó là gen RAC2, CANA và MPR đúng không nhỉ, nhưng mà tuy nhiên là tỷ lệ mà dương tính, tỷ lệ đột biến tỷ, tức là tỷ lệ gặp đột biến này trong các bệnh này nó sẽ khác nhau một chút. Ví dụ như trong bệnh đa hồng cầu nguyên phát, như trong bệnh đa hồng cầu nguyên phát thì 96% đột biến gặp đó là đột biến RAC2 với 617F thôi nhỉ. Tuy nhiên trong bệnh tăng tiểu cầu tiên phát thì RAC2 với 617F chiếm 55%, trong đó còn lại 15 đến 24% đó là gen CANA đúng không nhỉ. Còn trong sơ tủy nguyên phát thì 65% là RAC2, còn 25 đến 35% là CANA đúng nhỉ. Còn MPL thì chiếm tỷ lệ khá là ít, gần như không gặp ở đa hồng cầu nguyên phát, nhưng mà tăng tiểu cầu thì chiếm 4% và sơ tủy thì chiếm 8%.
Thì đấy là cái tần suất thường gặp, tần suất gặp cái đột biến gen ở các cái bệnh, ba cái bệnh lý này. Đầu tiên là đi về bệnh đa hồng cầu nguyên phát. Cái bệnh đa hồng cầu nguyên phát này là một rối loạn tăng sinh tủy mãn ác tính, đặc trưng bởi sự tăng sinh tế bào hồng cầu trong tủy xương, từ đó làm tăng khối lượng của máu toàn phần. Và cái bệnh này thì được lần đầu tiên được cái tác giả Bơ que mô tả vào năm 1892. Thì bệnh nhân với đặc điểm của cái bệnh nhân đấy là bệnh nhân có đỏ da và đau hay đau đầu nhỉ. Cái bệnh lý này thì thường gặp ở người 40 đến 60 tuổi và có cái tỷ lệ mắc là 2,2 trên 100.000 dân một năm. Và có như cái sơ đồ lúc nãy giới thiệu thì có thì cái 96 bệnh nhân đa hồng cầu nguyên phát thì có đột biến gen RAC2 với 617F đúng không nhỉ? 3% là gen RAC2 đúng không? Đấy là cái đặc điểm triệu chứng là hoàn cảnh của bệnh nhân đi khám. Thì cái bệnh nhân đa hồng cầu nguyên phát thì là cũng như chủ nhân tăng tiểu cầu là chủ yếu là bệnh nhân đi khám sức khỏe thấy huyết sắc tố tăng cao thì bệnh nhân mới được đi tầm soát bệnh đa hồng cầu nguyên phát. Tuy nhiên là khi mà bệnh nhân bắt đầu tới đi tầm soát bệnh đa hồng cầu nguyên phát đấy thì bệnh nhân cũng được bác sĩ hỏi về đặc điểm thấy da đỏ này lâu chưa rồi thì thấy có thấy hay tay chân hay tê bì hay không đấy thì lúc ấy bệnh nhân cũng 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 nhớ lại thì bệnh nhân cũng thấy là mình cũng có những cái triệu chứng đấy đúng không nhá. Đấy, tuy nhiên là gần như ít ít người thấy da đỏ mà đi khám lắm đúng không ạ. Đấy, ngoài ra bệnh nhân có các triệu chứng khác như đau đầu chóng mặt này, rối loạn thị lực này, đau nhói tê bì tay chân hoặc là tắc mạch đúng không nhỉ. Các cái triệu chứng lâm sàng khác cũng như thế là gan lách to thì cũng gặp tỷ lệ không nhiều ở bệnh nhân đa hồng cầu đúng không nhỉ. Tiếp theo bệnh nhân có thể có biểu hiện là ngứa do là cái tăng tiết cái histamine này, thì gặp khoảng 40% bệnh nhân này. Hoặc là nóng vùng mặt tăng huyết áp, hoặc là bệnh nhân sẽ có một cái số cái hội hội chứng như thế là viêm dạ dày do tăng tiết histamine này, hoặc là tóc tóc mạch mạch treo vân vân đúng không nhỉ. Thì tất cả các triệu chứng của chúng ta đều liên quan đến là nó tăng cái huyết sắc tố, nó làm cho chúng ta tăng cái độ độ nhựa độ quánh của máu đúng nhỉ. Cái triệu chứng về máu ngoại vi và tủy xương của chúng ta thì về máu ngoại vi thì thật ra thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Tuy nhiên là tất cả đầu hầu hết là của bệnh là chúng ta sẽ thấy là trên cái tiêu quản máu ngoại vi thì là cái dày đặc hồng cầu đúng không nhỉ, tức là hồng cầu tăng cao. Tiếp theo là thông thường thì chúng ta sẽ thấy là hồng cầu là của bình sắc. Tuy nhiên là một số bệnh nhân mà đặc biệt là bệnh nhân mà đã được điều trị ở tuyến dưới chẳng hạn mà lên đến với chúng tôi thì đôi khi chúng ta sẽ thấy là cái hồng cầu nhược sắc. Đấy là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân mà được rút máu nhiều ở tuyến dưới đúng không nhỉ, mà không rút máu và không kèm theo bổ sung sắt cho bệnh nhân đúng không nhỉ, thì khi đấy là bệnh nhân sẽ có biểu hiện là thiếu sắt. Thì khi đấy là hồng thì hồng cầu sẽ là nhược Hey, sắc what are you doing? và khoảng 50% bệnh nhân thì sẽ có What kind là of tăng YouTube khối lượng videos tiểu cầu. do Thì đấy đây là một cái What's so đây funny? là một cái điểm giao No giữa more treat bệnh lý for đa hồng cầu và you. bệnh lý tăng tiểu cầu, mà đôi khi mà chúng ta không thể nào mà chúng ta phân định rạch ròi đây là bệnh nhân tăng tiểu cầu hay là đây là bệnh nhân đa hồng cầu đúng không nhỉ. Về cái tủy đồ bệnh nhân đa hồng cầu nguyên phát thì nhìn chung là tủy đồ trong cái nhóm bệnh lý trong cái nhóm ba bệnh lý này thì không có quá nhiều ý nghĩa. Và tí chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ thấy là tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn chẩn đoán u đưa ra phải là sinh tiết tủy xương. Tuy nhiên tủy đồ nó chỉ có ý nghĩa gợi ý cho chúng ta thôi đúng không nhỉ. Tủy đồ thì trong bệnh nhân đa hồng cầu nguyên phát thì chủ yếu là chúng ta sẽ thấy là tủy có thể là giàu tế bào, đôi khi chúng ta hút thì còn nếu mà chúng ta chọc tủy mà chọc không vào ổ thì chúng ta có thể thấy là trên trên tủy đồ thì chúng ta có thể thấy là tủy một độ tế bào bình thường thôi đúng không nhỉ. Và chủ yếu là tăng sinh cái dòng hồng cầu và dòng bạch cầu hạt. Mẫu tiểu cầu ở trong bệnh nhân đa hồng cầu này ở tủy đồ ấy thì chúng ta sẽ thấy là đôi khi chúng ta còn hút ra, chúng ta thấy là mẫu tiểu cầu của chúng ta giảm ở trên tiêu quản tủy đồ đúng không nhỉ. Tuy nhiên là nó sẽ không phản ánh thực chất cái mật độ mẫu tiểu cầu mà chúng ta còn phải làm sinh tủy xương đúng không nhỉ. Về sinh tủy xương thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Sinh tủy xương thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phân tích đầu tiên là mật độ tế bào thì sẽ là giàu tế bào đúng không nhỉ. Và chúng ta sẽ thấy là cái sự phát triển giàu tế bào với sự phát triển của cả ba dòng tế bào, dòng hồng cầu tăng sinh phát triển biệt hóa được đúng không nhỉ, bạch cầu hạt thì gặp đủ lứa tuổi biệt hóa được bình thường đúng không nhỉ. Và một cái lưu ý lúc nãy tôi nhắc đến từ đầu đó là lưu ý cái quan trọng nhất là chúng ta phải lưu ý về cái hình thái mẫu tiểu cầu đúng không? Mẫu tiểu cầu trong bệnh nhân đa hồng cầu nguyên phát thì sẽ là tăng sinh với kích
về đa hình thái nhá. Chúng ta phải nhớ cái từ mẫu yêu cầu trong cái bệnh đa yêu cầu này là đa hình thái. Đa hình thái ở đây là như thế nào? Đa hình thái ở đây nó là khác nhau về kích thước. Khác nhau về kích thước ở đây chúng ta sẽ thấy là kích thước của mẫu yêu cầu của cái bệnh lý này sẽ là từ kích thước bình thường cho đến kích thước lớn, đúng không nhỉ? Và gần như là chúng ta sẽ không gặp mẫu yêu cầu kích thước nhỏ ở bệnh lý đa yêu cầu. Chúng ta phải nhớ và lưu ý như thế để tí là chúng ta sẽ so sánh với các bệnh lý khác. Và cái xu hướng tập trung của nó sẽ là xu hướng thành cụm lỏng lẻo. Cụm lỏng lẻo đây là nào? Cụm lỏng lẻo đây là chỉ nó chỉ, tức là đôi khi chúng ta sẽ thấy nó thành cụm, nó chỉ khoảng hai ba mốc tiểu cầu nó đứng một chỗ thôi, chứ nó không phải là một cái cụm dày đặc. Cụm dày đặc thì trong cái bệnh lý nào thì tí là chúng ta học thì chúng ta sẽ biết, đúng không nhỉ? Và đôi khi có thể kèm xô gá tủy kèm theo, nhất là giai đoạn muộn. Đó, giai đoạn muộn của bệnh đa hồng cầu nó có thể kèm theo xô gá tủy và rất có thể nó sẽ chuyển thành bệnh lý xô tủy, đúng không nhỉ? Một số các cái xét nghiệm khác như là có thể là tăng độ nhớt máu này, hoặc là tăng B12 histamine acid uric, hoặc là gặp một số cái bất thường nhiễm sắc thể khác như là cộng 8 cộng 9 hoặc đeo 20 vân vân, đúng không nhỉ? Và khi mà bệnh nhân xuất hiện thêm các cái đột biến nhiễm sắc thể thì tiên lượng của nhân sẽ khác, đúng không nhỉ? Đây đây là cái tiêu chuẩn chuẩn đoán theo U2016, đúng không nhỉ? Tạm thời thì theo U2022 thì nó chỉ trong cái bệnh lý đa hồng cầu, tăng tiểu cầu và xô tủy nguyên phát cũng không có thay đổi gì, đúng không nhỉ? Thì theo U2016 thì tiêu chuẩn đưa ra sẽ là có 3 tiêu chuẩn chính và 1 tiêu chuẩn phụ. 3 tiêu chuẩn chính của chúng ta đó là lượng huyết sắc tố trên 165 ở nam hoặc là trên 160 ở nữ, đúng không nhỉ? Hoặc là hematocrit trên 49% ở nam và trên 48% ở nữ. Thứ hai là sinh thiết kỷ xương thì nó sẽ có đặc điểm như tôi vừa mới mô tả ở trên, đúng không nhỉ? Tăng đầy đủ các loại tế bào, trong đó nổi bật nên vẫn là mẫu tiểu cầu tăng sinh với hình thái đa hình thái, đúng không nhỉ? Tiếp đặc điểm thứ ba là điểm là có đột biến gen RAC2 V617F hoặc RAC2X612, đó đúng không nhỉ? Đó, như chúng ta nói từ ban đầu đấy, đúng không nhỉ? Thì 99% là chúng ta gặp hai cái đột biến này, đúng không nhỉ? Đây, tiêu chuẩn phụ chúng ta đó là có giảm giảm EPO dưới ngưỡng bình thường, đúng không nhỉ? Thì chúng ta chẩn đoán xác định khi chúng ta có 3 tiêu chuẩn chính hoặc 2 tiêu chuẩn chính đầu tiên và 1 tiêu chuẩn phụ, đúng không nhỉ? Đấy, khi người ta đưa ra cái tiêu chuẩn phụ để là một cái bước mở cho những cái cơ sở y tế mà chúng ta không làm được xét nghiệm gen, đúng không nhỉ? Khi chúng ta không làm được xét nghiệm gen thì chúng ta có thể áp dụng cái tiêu chuẩn đó là hai tiêu chuẩn chính đầu tiên và tiêu chuẩn phụ là chúng ta có thể chẩn đoán xác định rồi, đúng không nhỉ? Tuy nhiên là có một cái đặc điểm nữa, đó là khi mà trường hợp mà chúng ta tăng hồng cầu kéo dài với số lượng cao hơn, đó là huyết sắc tố trên 185 ở nam hoặc là trên 165 ở nữ, và thời gian kéo dài đây là người ta đưa ra bao nhiêu, thời gian kéo dài đây đưa ra là trên 6 tháng, thì chúng ta có thể không cần làm sinh thiết kỷ xương để chẩn đoán, mà chúng ta chỉ cần là chúng ta có tiêu chuẩn chính đầu tiên này, thì có đột biến gen và có giảm EPO đó, thì chúng ta không cần làm sinh thiết kỷ xương đó. Nên là chúng ta nên là nên là cái bước một cái bước của bác sĩ lâm sàng rất quan trọng là chúng ta hỏi là trước đây bác đã đi khám sức khỏe chưa, đúng không nhỉ? Và lần khám sức khỏe trước của bác thì bác có biết huyết số bao nhiêu không, đúng không nhỉ? Và chúng ta thấy là khi mà trước mà cách đây khoảng 6 tháng thôi bệnh nhân vẫn có cái trường hợp hồng huyết sắc tố tăng cao như thế, thì chúng ta có quyền không cần làm sinh thiết kỷ xương và chúng ta chỉ cần chọc tủy để lấy mẫu làm gen thôi, đúng không nhỉ? Đó. Đây là cái hình ảnh máu ngoại vi ở bệnh nhân đa hồng cầu. Chúng ta có thể thấy là hồng cầu tăng rất cao và kèm theo là tiểu cầu cũng tăng rất cao, đúng không nhỉ? Đó, đây là một cái trường hợp mà chúng ta có thể thấy là nó không cái ranh giới với bệnh nhân tăng tiểu cầu lắm, đúng không nhỉ? Ở đây đây là sinh thiết kỷ xương. Sinh thiết kỷ xương ở bệnh nhân đa hồng cầu đấy, đúng không nhỉ? Chúng ta có thể thấy là đây là trên mặt kính 10, trên một cái khoang sinh máu chúng ta có thể thấy là mật độ tế bào tăng khá là cao, đúng không nhỉ? Và những cái tế bào nhỏ nhỏ thì chúng ta mất kính người chúng ta không thể nhìn thấy được, đúng không nhỉ? Tuy nhiên là những cái tế bào to này là những cái tế bào mẫu tiểu cầu, chúng ta thấy là rất là dày đặc mẫu tiểu cầu, đúng không nhỉ? Và nó thường thường đứng khoảng hai ba mẫu tiểu cầu một chỗ như thế này, nó gọi là cụm lỏng lẻo, đúng không nhỉ? Đó, và kích thước cái mẫu tiểu cầu của chúng ta thì nó sẽ là từ bình thường cho đến kích thước lớn, đúng không nhỉ? Ví dụ như kích thước như này là kích thước lớn này, kích thước lớn chúng ta thấy là nhân nó rất là xù xì, đúng không nhỉ? Đó, ví dụ kích thước như thế này là kích thước bình thường này, đúng không nhỉ? So với cái con này chúng ta sẽ thấy là nhân nó rất là xù xì, đúng không nhỉ? Và tăng múi thì người ta sẽ đã để mẫu yêu cầu kích thước lớn nhân xù xì, đúng không nhỉ? Này, ví dụ như cái trường này cũng tương tự, đúng không nhỉ? Đó, đây là sau một kính 40. Ở kính 40 chúng ta sẽ thấy là đấy, cái mẫu yêu cầu của chúng ta tăng rất là cao, nhưng chủ yếu là kích thước bình thường cho đến kích thước lớn, đúng không nhỉ? Đấy.
Đấy. Đây là cái một cái đây là một cái biểu đồ mà chúng để chúng ta tiếp cận cho cái những cái bệnh tiếp cận cho những cái bệnh nhân mà có lượng huyết sắc tố tăng, khi khám với chúng ta có lượng huyết sắc tố tăng cao không nhỉ? Đó thì rất là đơn, cái này thì cái biểu đồ này thì khá là đơn giản. Thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ xét nghiệm gen đúng không nhỉ? Xét nghiệm gen này đột biến, nếu mà bệnh nhân mà có biểu hiện xuất hiện cái đột biến gen này thì chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ đưa đi làm xét nghiệm xương đúng không nhỉ? Để xét nghiệm xương, nếu mà bệnh nhân mà có không có cái đột biến này kèm theo là chúng ta sẽ loại trừ được cái CML này, thì chúng ta sẽ cho làm tiếp là EPO nhá. Chúng ta sẽ cho làm tiếp là EPO EPO và nếu mà EPO của chúng ta ở cái mức bình thường hoặc cao thì chúng ta sẽ thấy là có sự thay đổi về số lượng bạch cầu và tiểu cầu, lách to và các triệu chứng liên quan đến MPN. Đấy thì nếu mà chúng ta có thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân đi làm xét nghiệm xương không nhỉ? Nhưng mà chúng ta sẽ thấy không có thì chúng ta sẽ làm các khảo sát sâu hơn về tình trạng tăng phản cầu phản ứng, hay là có tình trạng như tăng tiểu cầu tăng như lại tăng hồng cầu có tính chất gia đình, hay là tăng hồng cầu phản ứng ở nhân có sống ở vùng cao không đúng không nhỉ? Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào cái bệnh lý thứ hai trong cái nhóm bệnh lý mà có VCA bệnh bồ âm tính, đó là bệnh lý tăng tiểu cầu tiên pháp. Tăng tiểu cầu tiên pháp thì đấy cũng là một bệnh lý nằm trong nhóm tăng sinh tủy mãn ác tính, được xác định là khi có số lượng tiểu cầu tăng cao trong máu ngoại vi trên 450 đúng không nhỉ, gây ra các cái triệu chứng trên lâm sàng. Và cái bệnh lý tăng tiểu cầu tiên phát này cũng thường là gặp ở lứa tuổi trung niên và cao tuổi nhỉ, và thường là cũng trên 50% bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng mà thường tình cờ đi khám phát hiện thấy tiểu cầu tăng cao nhỉ. Một một tỷ lệ bệnh nhân thì sẽ có biểu hiện là đi khám đi tắc mạch, hoặc là một số trường hợp thì được chuyển từ những cái trung tâm đột quỵ về về viện huyết học, bởi vì bệnh nhân có biểu hiện là tắc mạch máu não luôn nhỉ. Lách to thì thường là gặp độ khoảng 30% bệnh nhân, thường là sẽ to khoảng độ 1 hoặc độ 2 là cùng đúng nha. Và thứ nhất là khi trường hợp lách to, đặc biệt là khi những bệnh nhân có trường hợp có lách to thì chúng ta cần phải phân biệt giữa tăng tiểu cầu tiên phát và bệnh lý sơ tụy giai đoạn tiền sơ đúng không nhỉ? Về cái đặc điểm về máu ngoại vi và tủy xương ở bệnh nhân tăng tiểu cầu tiên phát thì có đặc điểm gì? Về máu ngoại vi của bệnh nhân, máu ngoại vi của bệnh nhân thì chúng ta cần phải nắm được rõ đầy đủ các cái biểu hiện âm tính, biểu hiện dương tính, biểu hiện dương tính. Máu ngoại vi chúng ta sẽ thấy là có đầu tiên là về tiểu số lượng tiểu cầu tăng cao, bạch cầu thì có thể có tăng tăng số lượng bạch cầu có thể bình thường hoặc là ở ngưỡng cao. Tiếp theo là hồng cầu được có thể bình sắc hoặc là bình sắc hồng cầu bình thường. Đôi khi mà bệnh nhân xuất xuất huyết đi xuất huyết lại nhiều lần thì chúng ta có thể có biểu hiện là hồng cầu nhược sắc với thiếu sắt đúng không nhỉ? Đó, đấy là những cái triệu chứng dương tính mà chúng ta cần phải quan sát. Cái triệu chứng âm tính này chúng ta quan sát để loại trừ với cái bệnh lý sơ tủy nguyên phát và tiền sơ, đó là cái thứ nhất. Đó là chúng ta sẽ thấy là không thấy cái hậu, rất ít khi ít thấy hồng cầu non ở ngoại vi, tức là hồng cầu non chúng ta sẽ không thấy nhiều rải rác thôi. Tiếp theo là hình thái hồng cầu thì chúng ta sẽ thấy là hồng cầu không thấy nhiều cái hồng cầu từng giọt nước nhá. Đó thì chúng đây là hai cái triệu chứng mà âm tính mà chúng ta cần phải quan sát. Về tủy xương của chúng ta cũng như đa hồng cầu nguyên phát lúc nãy tôi nói thì đặc điểm về huyết à, về tủy đồ thì nó cũng không, nó chỉ có ý nghĩa của ý, cũng không có ý nghĩa nhiều, mà để chẩn đoán xác định thì chúng ta cần phải làm sinh thiết tủy xương không nhá. Về đặc điểm chung của tủy xương của bệnh nhân tăng tiểu cầu tiên phát thì chúng ta cũng thấy là mật độ tế bào thì rất là tăng, rất là cao, và dòng hồng cầu và dòng bạch cầu hoạt của chúng ta thì sẽ phát triển ở biệt hóa được, gặp đầy đủ các lứa tuổi. Tuy nhiên là mẫu tiểu cầu của chúng ta sẽ tăng sinh rất là mạnh, chiếm ưu thế. Và chủ yếu đây chúng ta phải đây chúng ta sẽ nghĩ rõ cái chỗ này đúng không ạ? Mẫu tiểu cầu của chúng ta chủ yếu là chiếm ưu thế là các mẫu tiểu cầu to và xuất hiện rất là dày đặc, nhân của nó rất là xù xì, khổng xù xì tăng đoạn, thì người ta so sánh là sẽ giống hình ảnh san hô. Các mẫu tiểu cầu ở đây của chúng ta để thường phân tán ở tủy xương, nhưng đôi khi có thể tập trung thành cục lỏng lẻo, và chúng ta phải lưu ý rõ về hình thái và cũng như cách phân bố của mẫu tiểu cầu để chúng ta phân biệt với các bệnh lý khác. Đây thì tiêu chuẩn chẩn đoán của tăng tiểu cầu tiên phát theo U2016 Anh chưa thấy thì rõ là bắt đầu hôm qua là 3 giờ nè.
Thì ba chúng giờ ta gia sẽ đình mình có ngồi đó. ba bốn tiêu chuẩn chính và một tiêu Vâng. chuẩn phụ đúng không nhỉ? Bốn tiêu chuẩn chính của chúng ta gồm có tự nhiên tiểu cầu trên 450, cái thứ hai là sinh tiết tủy xương, cho thấy là tăng sinh ưu thế mỗi tiểu cầu, Vâng. nước lớn trưởng thành nhân Vâng. nhiều thùy múi, ít nhất ít tăng dòng bạch cầu hạt và hồng cầu đúng không nhỉ? Đã hiếm khi tăng sợi reticulin độ 1. Đó, đây là một cái đặc điểm âm tính U Vâng. đưa ra để chúng ta phân biệt với bệnh xơ tủy đúng Rất không là ạ? xin được giống Thứ nhau ba là nhưng không đáp ứng với cái tiêu chuẩn chẩn đoán của WHO với với bà một các bệnh lý khác như CML, đấy đa hồng là cầu sinh và đôi xơ mà tủy nguyên phát đúng không nhỉ? Thứ tư là có xuất hiện các đột biến gen RAS2, CANA và MPL đúng không nhỉ? Tiếp theo về tiêu chuẩn phụ là chúng ta loại trừ được tăng tiểu cầu phản ứng đúng không nhỉ? Đấy, thì khi chúng ta chẩn đoán không xác hình như định cái khi tiểu có bốn tiêu cầu chuẩn chính tổng lại và hết ba trong tiêu chuẩn chính đầu tiên và tiêu chuẩn phụ đúng không nhỉ? Đây sau đây là ung ví dụ, thư là đây là tốt cái hình ảnh của tăng tiểu cầu tiên phát. Tăng tiểu cầu tiên phát thì chúng ta sẽ thấy là trên máu ngoại vi thì sẽ thấy là tăng dày đặc, là tiểu cầu, tăng tiểu mai cầu tổng độ này cao thấy đúng từ không nhỉ? cầu chị định lừa Đấy, chị định trong học một thùy bò đi xương đấy thấy đúng là giờ mẫu tiểu cầu kích đọc thước rất quay là thôi lớn. Đề nghị chị nào tắt mic đi cho em ạ. Mẫu tiểu cầu rất là lớn đúng không nhỉ? Chủ yếu là mẫu tiểu cầu kích thước lớn đúng không nhỉ? Và đây mẫu tiểu cầu của chúng ta đây, trong vật kính 100 tại trên vật kính 40 cho thấy xương đây. Để thấy là mẫu tiểu cầu nhân tăng múi xù xì rất là nhiều đúng nhất không nhỉ? Như công hình ảnh này thì chúng ta người ta so sánh là hình ảnh san hô đúng không nhỉ? bao giờ thì công nghiệp Tiếp hay theo là sao trong bệnh lý xơ tủy nguyên phát. Xơ tủy nguyên phát thì theo WHO 2016, xơ tủy nguyên phát thì sẽ có hai, chia thành hai giai đoạn riêng biệt nhau, là giai đoạn tiền sơ và giai đoạn xơ tủy thực sự đúng không nhỉ? Thì cái bệnh lý xơ tủy nguyên phát này thì là cái bệnh lý mà có gọi là có cái tiên lượng xấu nhất trong cái nhóm bệnh lý tăng sinh tủy mãn ác tính nhỉ. Bệnh lý thường kèm theo là lách to và có tăng một hoặc nhiều dòng tế bào máu. Cái tỷ lệ mắc của bệnh này là từ 0,5 đến 1,5 trên 100.000 dân một năm. Và cái triệu chứng lâm sàng của bệnh lý xơ tủy nguyên phát này thì nó sẽ xin người ta sẽ chia thành ba cái nhóm triệu chứng. Thứ nhất là các cái nhóm triệu chứng liên quan đến thiếu máu và giảm tế bào máu. Thứ hai là nhóm triệu chứng liên quan đến lách to, và thứ ba là nhóm triệu chứng liên quan đến cái bệnh lý triệu chứng toàn thân, gọi là hay là cái triệu chứng như chính là cái hội chứng cận u đúng không nhỉ? Cái giảm thiếu hoặc giảm tế bào máu thì bệnh nhân sẽ có cái chúng ta làm huyết học chúng ta đều rất là hay gặp những cái triệu chứng này đúng không nhỉ? Thiếu máu thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là mắt chóng mặt, mệt mỏi đúng không nhỉ? Hoặc là giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, đặc biệt giảm trung tính thì bệnh nhân có biểu hiện là bệnh nhân xuất huyết đúng không nhỉ? Cái biểu hiện lách to như cũng như các cái triệu chứng mà như tôi đã nói ngay từ đầu như trong bệnh lý CML đúng không nhỉ? Các triệu chứng toàn thân ví dụ như là sốt nhẹ này, đổ mồ hôi đêm hoặc là sút cân đúng không nhỉ? Thì về cái đặc điểm máu ngoại vi và tủy xương của bệnh nhân xơ tủy nguyên phát thì chúng ta sẽ thấy là về máu ngoại vi thì có thể có là giảm số lượng hồng cầu, thì thường là bệnh nhân sẽ có biểu hiện là thiếu máu ban đầu thì có thể là lượng sắc tố có thể bình thường, nhưng giai đoạn sau thì dần dần sẽ có thiếu máu dần đúng không nhỉ? Và thường là hình thái hồng cầu sẽ gặp hồng cầu dẫn nước mạnh với hồng cầu và gặp rất nhiều hồng cầu non ở ngoại vi. Về bạch cầu thì có thể là thường là bình thường hoặc tăng, và rất hay gặp đó là tuổi trung gian dòng bạch cầu hạt ở ngoại vi nhỉ, hay người ta gọi là công thức bạch cầu chuyển trái đấy đúng không ạ? Tiếp theo là có thể gặp tiểu cầu khổng lồ ở tiểu cầu nhân châu. Ở đây là một cái đặc điểm rất là đặc đặc trưng điển hình để chúng ta nghĩ đến là sơ tủy nguyên phát không nhỉ? Về tủy đồ thì thường là bệnh nhân tăng sinh sơ rất là nhiều, nên là thường là tủy rất là nghèo tế bào và khó hút đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ phải chỉ làm sinh chất tủy xương quan sát đúng không nhỉ? Đấy, về huyết đồ thì chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ thấy là nhìn 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 qua các cái tế bào máu thì chúng ta sẽ thấy là nhìn rất giống như như bệnh nhân có bệnh nhân hồng cầu nhỏ nhục sắc đúng không nhỉ? Đó. Và cái dòng bạch cầu hạt thì chuyển trái đúng không nhỉ? Đều gặp gặp rất nhiều tuổi trung gian là bạch cầu hạt. Và có thể đây tế bào này thì nhìn thì chúng ta có xét là nguyên tủy bào đúng không nhỉ? Đó, hoặc là chúng ta thấy nhiều hồng cầu non ở ngoại vi đúng không nhỉ? Đấy, hoặc là hậu tủy bào đúng không? Đó, và chúng ta trên máu ngoại vi chúng ta có thấy cái tế bào này, cái này thì chính là cái nhân chơ mô tụ cầu đúng không nhỉ? Đấy, một cái đặc điểm rất đặc trưng để chúng ta nghĩ đến là bệnh xơ tủy nguyên phát. Còn trên tủy đồ đây chúng ta thấy là rất là nghèo tế bào đúng không nhỉ? Còn trên sinh chất tủy xương thì sao? Trên sinh chất tủy xương thì chúng ta sẽ thấy là cái đặc điểm đó giữa hai giai đoạn là tiền sơ và giai đoạn sơ thì thực sự. Với giai đoạn tiền sơ thì chúng ta sẽ thấy là hầu hết các trường hợp thì do hồng cầu giảm sinh nhưng mà biệt hóa được, không có rối loạn. Mẫu tiểu cầu thì tăng sinh rất là nhiều và có
dày đặc, đứng thành các cụm dày đặc đúng không nhỉ? Khác với hai cái bệnh ở trên đó là nó sẽ đứng thành các cụm lỏng lẻo, thì ở đây mỡ tiểu cầu sẽ đứng thành cụm dày đặc và liên kết chủ yếu với sao mạch. Và cái mỡ tiểu cầu của chúng ta gặp ở đây thì thường là mỡ tiểu cầu kích thước nó đa dạng, nhưng mà đa dạng ở đây nó khác với đa hồng cầu nguyên phát. Đa dạng ở đây là cái kích mỡ tiểu cầu rất là rối loạn, từ kích thước nhỏ cho đến kích thước lớn không nhỉ, và nhiều thậm chí là nhiều trường hợp là kích thước nhỏ đến nỗi mà người ta phải nhuộm hóa môn miễn dịch thì người ta mới nhận biết được đấy là cái mốc tiểu cầu, bởi vì nó nhỏ người ta không thể phân biệt được, rất khó phân biệt được với dòng bạch cầu hạn đó, nó nhỏ đến mức như thế đúng không nhỉ. Và còn và những cái bệnh nhân này thì chúng ta cần phải phân biệt với tăng tiểu cầu tiến phát đúng không nhỉ, bởi vì đặc điểm lâm sàng rất là giống với tăng tiểu cầu tiến phát, bệnh nhân đều có tăng tiểu cầu tăng cao, đều có cái biểu hiện đôi khi đã có biểu hiện lách to nữa, đúng không nhỉ. Thì đây là cái bảng để chúng ta bảng người ta đưa ra các tiêu chí để chúng ta phân biệt, để chúng ta phân biệt giữa tăng tiểu cầu tiến phát và sơ tủy nguyên phát giai đoạn tiền sơ. Thì chúng ta sẽ có 6 cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất về mật độ tế bào, cái đặc điểm này thì trên sinh lý xương thì thường là chúng ta thấy là mật độ tế bào cả hai cái bệnh này đều là thường là tăng. Chính vì vậy là cái đặc điểm này gần như là nó không có ý nghĩa để chúng ta so sánh lắm đúng không nhỉ. Thứ hai là cái tỷ lệ MCE chính là dòng bạch cầu hạt chia ra dòng hồng cầu đúng không nhỉ. Bình thường cái tỷ lệ MCE chúng ta sẽ là 3 đến 4 chia 1 đúng không nhỉ. Tuy nhiên là nó sẽ bình cả ở trong bệnh đại lý tăng tiểu cầu tiến phát nó sẽ bình thường, tuy nhiên là trong bệnh sơ tủy nguyên phát thì nó sẽ là tăng. Nó tăng ở đây là do là cái dòng bệnh dòng hồng cầu chúng ta chiếm tỷ lệ rất là thấp đúng không nhỉ. Tiếp theo là về cái mốt tiểu cầu của chúng ta thì ở cái tăng tiểu cầu tiến phát thì thường nó sẽ tập trung thành cụm lỏng lẻo, còn cái bệnh lý sơ tủy nguyên phát thì thường nó sẽ thành trong cái cụm dày đặc đúng không nhỉ. Tiếp theo là về kích thước mô tiểu cầu. Kích thước mô tiểu cầu ở bệnh lý tăng tiểu cầu tiến phát thì thường là kích thước lớn, thường là kích thước lớn nhân tăng múi rất là rõ không nhỉ. Còn tuy nhiên trong bệnh lý sơ tủy nguyên phát tiền sơ thì là kích thước này to nhỏ không đều đúng không nhỉ, kích thước nhỏ rất nhiều và kích thước to cũng rất nhiều đúng không nhỉ. Tiếp theo là về hình thái của mô tiểu cầu thì nó sẽ hình thái ở thì cũng tôi cũng vừa mới nói xong đó là ở tăng tiểu cầu tiến phát thì thường là nhân nó sẽ to tăng múi nhỉ, còn ở sơ tủy nguyên phát thì có thể là nhân giảm múi này, hoặc có thể là nhân tròn, tức là chúng ta sẽ thấy một cái cục nhân mà chúng ta không nhìn thấy nó chỉ múi đâu cả đúng không nhỉ. Về sơ gãy reticulin thì thường là trong tăng tiểu cầu tiến phát mà khi chúng ta chẩn đoán thì ít khi gặp sơ gãy reticulin, tuy nhiên ở tăng tiểu cầu ở sơ tủy nguyên phát tiền sơ thì hay gặp là giai đoạn tiền sơ thì hay gặp là reticulin độ 1 rồi đúng không nhỉ. Đây ví dụ như là đây là cái hình ảnh sinh lý tủy xương của bệnh nhân sơ tủy nguyên phát giai đoạn tiền sơ, thì chúng ta sẽ thấy đấy, chúng ta sẽ thấy là tăng sinh mô tiểu cầu rất là nhiều nhỉ. Mô tiểu cầu chúng ta từ kích thước rất là nhỏ đấy đúng không nhỉ, nhỏ cho đến kích thước rất là lớn đấy đúng không nhỉ. Đó, mô tiểu cầu nhìn hình thái rất là rối loạn nhỉ. Và đây là bệnh nhân được nhuộm hóa môn miễn dịch với CD41 đúng không nhỉ. Với CD41 thì là tất cả những cái tế bào nào là mà là mô tiểu cầu nó sẽ hiện lên đúng không nhỉ. Thì chúng ta sẽ thấy là thậm chí những cái tế bào rất là nhỏ như thế này nó cũng bắt màu ở CD41, chứng tỏ là nó cũng là mẫu tiểu cầu đúng nhỉ. Đấy thì trên sinh thiết dị xương đây chúng ta sẽ thấy là thực tế đây chúng ta sẽ thấy là đây tăng sinh mẫu tiểu cầu và tập sinh những cụm rất là nhiều đúng không nhỉ. Đây là nhuộm sơ thì chúng ta thấy là reticulin độ 1 đúng không nhỉ. Còn giai đoạn sơ thủy thực sự, giai đoạn sơ thủy thực sự thì về đặc điểm của cái mẫu tiểu cầu thì nó cũng không khác biệt quá nhiều cho giai đoạn sơ tiền sơ. Tuy nhiên là giai đoạn sơ thủy thực sự chúng ta sẽ thấy là cái độ sơ sơ nó tăng sinh càng ngày càng nhiều, kèm theo đấy là chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân biểu hiện là có thể gặp tỷ lệ tế bào blast ngày càng tăng cao đúng không nhỉ. Đây ví dụ như giai đoạn sơ thủy thực sự thì chúng ta sẽ thấy là sơ nó xâm lấn hết các cái khoang sinh máu rồi đúng không nhỉ. Đấy là làm cho cái khi chúng ta nhìn thì hình thái của các tế bào của chúng ta nó sẽ bị biến dạng rất là nhiều đúng không nhỉ. Đó đây trên một cái một chạm 140 đây chúng ta sẽ thấy là sơ này rất là nhiều nha, sơ này nó bị ở khoảng độ 3 rồi đúng không nhỉ. Đây là cái tiêu chuẩn chuẩn đoán của WHO 2016 về giai đoạn về sơ tủy tiền sơ và sơ tủy thực sự đúng không nhỉ. Thì WHO đã đưa ra các tiêu chuẩn rất là cụ thể cho cả hai giai đoạn này, khác với WHO 2008 đúng không nhỉ. Thì giai đoạn tiền sơ thì WHO đã đưa ra là 3 tiêu chuẩn chính và 4 tiêu chuẩn phụ như ở trên 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 màn hình đúng không nhỉ. Và khi chúng ta chẩn đoán xác định khi có 3 tiêu chuẩn chính và ít nhất một tiêu chuẩn phụ nhỉ. Còn với giai đoạn sơ tủy thực sự thì chúng ta sẽ thấy là có ba tiêu chuẩn chính và 5 tiêu chuẩn phụ. 3 tiêu chuẩn chính
của hai giai đoạn này thì gần như na ná nhau không nhỉ? Chỉ khác ở mỗi là cái tiêu chuẩn chính đầu tiên thì là độ sơ là độ 0, độ 1. Còn ở tiêu chuẩn chính thứ hai, tiêu chuẩn chính đầu tiên ở bên sơ thì thực sự thì độ sơ của chúng ta chỉ là độ 2 hoặc độ 3 rồi đúng không nhỉ? Còn tiêu chuẩn phụ của chúng ta thì nó cũng là tương tự nhau. Tiêu chuẩn phụ ở đây nó chỉ thêm một cái là leukoerythroblastosis, tức là bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện là hồng cầu và bạch cầu non trong máu ngoại vi đúng không nhỉ? Và cái tiền lượng của cái bệnh nhân sơ tuyến nguyên phát này thì như nói ban đầu đó là bệnh nhân tiền lượng rất là kém đúng không nhỉ? Thời gian sống trung bình thì là khoảng 3,5 đến 5,5 năm, và biến chứng nghiêm trọng nhất của bệnh đó là chuyển thành leukemia cấp đúng không nhỉ? Tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua một chút về cái những cái và cái về cái nhóm bệnh lý khác. Đầu tiên là về cái bệnh lý khác ở trong tăng sinh tủy mãn ác tính. Thứ nhất là leukemia kinh dòng bạch cầu acid. Đây là một cái bệnh lý rất là khó và mơ hồ đúng không nhỉ? Và tỷ lệ gặp thì rất là ít. Khi mà chúng ta gặp bệnh nhân tăng họ đa tăng bạch cầu acid trong máu thị xương thì không hề ít. Nhưng mà tuy nhiên khi để mà chẩn đoán được đến leukemia kinh dòng bạch cầu acid thì rất là ít đúng không nhỉ? Thì đây là cái bệnh mà có đặc điểm là có sự tăng sinh tự động và vô tính của bạch cầu A toan, dẫn đến là tăng liên tục số lượng bạch cầu A toan trong máu ngoại vi và tủy xương không nhỉ? Và thường là khi mà bạch cầu A toan trong máu tủy xương tăng cao thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là xâm lấn của bạch cầu A toan, xâm lấn của bạch cầu A toan ra các cơ quan của tổ chức và đã giải phóng các cytokine và enzyme để gây ra các cái tổn thương ở cái tổ chức đúng không nhỉ? Tiếp theo là và khi trong cái bệnh lý leukemia kinh dòng bạch cầu A toan này thì số lượng bạch cầu A toan ở trong máu ngoại vi chúng ta phải trên 1,5 giga trên lít và dưới 20% máu blast trong máu ngoại vi ở tủy xương không nhỉ? Đây ví dụ như đây là một trường hợp hình ảnh bệnh nhân có cái xâm lấn bạch cầu A toan ra ở trên da không nhỉ? Bệnh nhân chỉ có biểu hiện là nổi ban, phát ban không nhỉ? Hoặc là bệnh nhân xâm lấn vào phần phổi thì bệnh nhân chỉ có biểu hiện của viêm phổi và đặc điểm trên và sẽ có trên phim này chúng ta sẽ thấy là có cái hiện tượng viêm phổi xuất tiết như này đúng không nhỉ? Hoặc là đây là một cái trường hợp không phải là ở Việt Nam mà ở trên một cái bài đăng trên một cái ca lâm sàng đăng ở trên trên báo quốc tế thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái trường hợp là bệnh nhân có đau bụng thượng vị nhiều nha, và bệnh nhân đau bụng thượng vị thủng dạ dày, sau đó bệnh nhân sẽ có biểu hiện thủng dạ dày, đau bụng, chụp chụp phim lên sẽ thấy hình ảnh mức nước hơi đúng không nhỉ? Và khi nội soi dạ dày thì thấy có một cái ổ loét đúng không nhỉ? Và khi mà chúng ta soi đến đây ổ loét thì chúng ta phải sinh thiết đúng không nhỉ? Và khi sinh thiết lên thì chúng ta sẽ thấy là hình ảnh không phải là ung thư dạ dày, không phải là gì mà là chúng này xâm lấn rất nhiều của cái bạch cầu hải toan đúng không nhỉ? Và khi đấy chúng ta sẽ quay ngược lại và bệnh nhân lại được quay ngược lại để kiểm tra các chỉ số và kiểm tra các đặc điểm về huyết học và phát hiện ra bệnh nhân này là bệnh nhân leukemia kinh dòng bạch cầu acid đúng không nhỉ? Đó. Thì cái bệnh lý này thì ra là trước đây thì rất là khó đấy phân biệt với tăng bạch cầu hội chứng tăng bạch cầu acid vô căn đúng không nhỉ? Cái leukemia kinh dòng bạch cầu acid này thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán của WHO đưa ra thì sẽ có 5 tiêu chuẩn. 5 tiêu chuẩn. Thứ nhất là bạch cầu ái toan trên 1,5 giga trên lít trong máu ngoại vi. Thứ hai là không đã đáp ứng với cái tiêu chuẩn của các cái bệnh lý BCR-ABL hoặc là đa hồng cầu tăng tiểu cầu nhỉ. Thứ ba là không có sự sắp xếp lại gen các loại gen gen như ở trên màn hình đúng không nhỉ? Hoặc là không có sự hợp nhất của một số gen này. Nhưng tại sao lại đưa ra các loại gen này? Vì các loại gen này là các loại gen gây ra một cái nhóm đây là nằm trong đột biến nằm trong một cái nhóm bệnh đó là một cái nhóm bệnh là rối loạn dòng tủy hoặc lympho mà có tăng bạch cầu acid nó cũng nằm trong một cái chương ở sách WHO 2016 thì anh chị có thể mở ra tham khảo thêm. Tiếp theo là tiêu chuẩn thứ tư là blast chiếm dưới 20% trong máu ngoại vi tủy xương hoặc là không có các cái đột hoặc là không có các cái đột biến mà đặc trưng của cái bệnh leukemia cấp không nhỉ? Thứ năm là một số bất thường di truyền ở tế bào hoặc tế bào mà hoặc hoặc là tế bào blast chiếm trên 2% trong máu ngoại vi trên 5% tủy xương. Cái đặc điểm thứ năm này là đặc điểm người ta đưa ra để người ta chứng minh là tăng bạch cầu acid này là tăng bạch cầu acid có tính chất vô tính đơn dòng đúng không nhỉ? Về cái tiêu chuẩn còn cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái hội chứng tăng bạch cầu acid vô căn thì người ta sẽ đưa ra 5 tiêu chuẩn như thế này.
là thứ nhất là có bạch cầu ái toàn trên 1,5 giga tồn tại ít nhất 6 tháng nha. Thứ hai là tăng bạch cầu ái toàn phản ứng được loại trừ này. Thứ ba là loại trừ các bệnh lý khác của huyết học này. Thứ tư là không thấy có mặt của quần thể tế bào T vô tính này. Thứ năm là có tổn thương mô do tăng bạch cầu ái toàn, đúng không nhỉ? Thì đây là cái sơ đồ, đây là một cái sơ đồ chúng ta tiếp cận cái bệnh nhân tăng bạch cầu ái toàn không nhỉ. Khi mà chúng ta có bạch cầu ái toàn, tăng bạch cầu ái toàn tức là trên 1,5 giga trên lít ở trong máu ngoại vi đúng không nhỉ, thì chúng ta sẽ đi tìm các nguyên nhân phản ứng trước, như thế là run run giết các kiểu đúng không nhỉ, ký sinh trùng đúng không nhỉ. Đó, khi mà chúng ta sẽ thấy nếu mà chúng ta sẽ tìm được nguyên nhân này thì chúng ta sẽ nghĩ đến là tăng bạch cầu ái toàn phản ứng, và chúng ta sẽ đi, đi 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 điều trị các cái bệnh thứ phát đúng không nhỉ. Còn khi mà chúng ta thấy âm tính thì chúng ta sẽ làm các xét nghiệm về gen. Đó, xét nghiệm về gen mà đây chính là cái xét nghiệm về gen, chính là cái xét nghiệm gen này đúng không nhỉ. Đó, khi mà cái xét nghiệm gen này mà dương tính thì nó sẽ nằm trong cái nhóm bệnh lý là rối loạn tủy hoặc lympho với tăng bạch cầu axit do các cái gen này. Đó, chúng ta sẽ đọc thêm cái phần này trong một cái chương, trong cái chương của WHO đúng không nhỉ, sau chương chính, sau cái chương tăng sinh tủy này đúng không nhỉ. Còn nếu mà các xét nghiệm này âm tính thì chúng ta sẽ làm tủy đồ cũng như xét nghiệm tủy xương. Nếu mà chúng ta thấy là tăng sinh dòng bạch cầu axit đơn dòng với tế bào blast là dưới 20%, thì chúng ta sẽ chẩn đoán là leukemia dòng bạch cầu axit đúng không nhỉ, là không phân loại được. Thứ hai là nếu nếu mà chúng ta thấy là không có cái sự tăng không có sự đơn dòng, không thấy 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 không có cái biểu hiện đơn dòng, thì chúng ta sẽ để đấy là hội chứng tăng bạch cầu axit, và chúng ta sẽ theo dõi thêm nha. Ví dụ một tỷ lệ là hội chứng tăng bạch cầu axit nó sẽ chuyển thành leukemia tăng bạch cầu axit đúng không nhỉ. Tiếp theo theo là thứ ba là một cái trường hợp này là một cái trường hợp mà người ta báo cáo thành các ca lâm sàng rất là nhiều quốc tế, đó là khi chúng ta thấy một cái quần thể tế bào lympho T bất thường ở trong tủy xương. Quần thể bất thường này chúng ta chỉ thấy là nó chỉ chiếm khoảng 10% thôi, tế bào lympho T này thôi chẳng hạn, nhưng mà nó có đặc điểm là lympho T bất thường. Bản chất của cái lympho T này chính là T hỗ trợ loại 2. Đó, thì khi đấy thì chúng ta sẽ để là hội chứng tăng bạch cầu axit mà với biến thể là T cell. Và những để chúng ta những cái bệnh nhân này chúng ta rất là phải theo dõi, chúng ta phải theo dõi nhiều, bởi vì những bệnh nhân này thì trong tương lai nó có thể chuyển thành u lympho tế bào T ngoại vi. Đó, thì có rất nhiều báo cáo thành các ca lâm sàng và người ta đã báo cáo về những cái trường hợp như thế này đúng không nhỉ. Thì đây là cái sơ đồ chúng ta tiếp cận cái bệnh nhân tăng bạch cầu axit. Ở đây ví dụ như đây là tăng bạch cầu, đây là bệnh nhân mà có tăng bạch cầu axit ở trong 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 máu ngoại vi và tủy xương này đúng không nhỉ. Đó, thì cái tăng bạch cầu axit này rất là khó, thì chúng ta phải về đọc thêm, thì có rất nhiều kèm theo đấy là rất là ít gặp, và chính vì vậy nên là trong bài này thì chúng ta cũng không thể nào nói sâu được thêm về cái leukemia dòng bạch cầu đoạn trung tính. Thì chúng tôi cũng sẽ chỉ giới thiệu được cho chúng ta cái tiêu chuẩn chẩn đoán thôi, còn có gì thì chúng ta sẽ về chúng ta đọc thêm, và không hiểu thì chúng ta sẽ hỏi lại cô giáo. Tiếp về tiêu chuẩn chẩn đoán của chúng ta thì sẽ chúng ta thì sẽ đưa ra 5 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất là bạch cầu ở máu ngoại vi trên 25 giga trên lít, trong đó là bạch cầu đoạn trung tính và cầu đũa trên 80%. Thứ hai là tế bào đầu dòng của bạch cầu hạt thì chỉ dưới 10% thôi. Thứ ba là hiếm thấy nguyên tủy bào. Thứ tư là mono dưới 1. Về mật độ mật tế bào tủy xương thì chúng ta sẽ thấy là bạch cầu trung tính tăng cả về tỷ lệ lẫn là số lượng nha. Nguyên tủy bào thì dưới 5%. Thứ ba là không có tiêu chuẩn chẩn đoán, không có nằm trong không có đủ tiêu chuẩn của các cái bệnh lý CML hoặc là đa hồng cầu, tăng tiểu cầu vân vân đúng không nhỉ. Thứ tư là không có cái các cái chuyển đoạn đột biến của cái rối loạn lympho tủy trong trong bạch cầu axit đúng không nhỉ. Thứ năm là phát hiện ra cái đột biến gen CSF3R hoặc đúng nhỉ, CSF3R đấy là cái gen mà gây ra cái chính là cái gen gây ra cơ chế bệnh sinh, gây ra cái bệnh leukemia kinh dòng bạch cầu trung tính này đúng không nhỉ. Đó, hoặc là nếu mà không có cái đột biến này thì thấy là bạch cầu trung tính tăng liên tục trong 3 tháng, lách to và không thấy nguyên nhân phản ứng đúng không nhỉ, không có cái tăng plasmo ác tính
đây là lúc nào WHO chúng ta sẽ để ý và thấy là lúc nào WHO cũng đưa ra những cái tiêu chuẩn mở để trước khi mà chúng ta không làm được gen thì chúng ta vẫn có thể theo dõi để chẩn đoán đúng không nhỉ? Tiếp theo là cái nhóm bệnh cái bệnh lý cuối cùng, là cái bệnh lý leukemia kinh hoàn hạn mono trẻ em. Đây là cái bệnh lý mà U2022 bắt đầu đưa vào trong cái nhóm bệnh lý tăng sinh tụy, ngày trước đây là làm trong nhóm bệnh lý là rối loạn sinh tụy, tăng sinh tụy đúng không nhỉ? Cái bệnh lý này thì viết tắt là GMML. Đây là cái bệnh lý mà tăng sinh đơn dòng của tế bào dòng hạt và mono cho máu và tủy xương với cái tỷ lệ blast thì phải dưới 20% thôi nha. Và cái hình thái của dòng hồng cầu và máu tiểu cầu ở trong tủy xương thì thường là sẽ có rối loạn nhẹ không nhỉ? Và gan lách to đấy rất thường gặp, và xét nghiệm gen BCR-ABL tất nhiên là âm tính rồi đúng không nhỉ? Cái tần suất gặp của cái bệnh lý này là khoảng là rất là ít, khoảng 0,3 13 ca trên 100.000 trẻ từ 0 đến 14 tuổi mỗi năm, và 75% các trường hợp đều gặp ở dưới trẻ dưới 3 tuổi, dường là gặp ở nam nhiều hơn ở nữ nhỉ. Nguyên nhân gây bệnh thì còn chưa được biết chính xác. Về cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái bệnh GMML này thì người ta sẽ đưa ra ba nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm tiêu chuẩn về lâm sàng huyết học, nhóm thứ hai là tiêu chuẩn về di truyền, và nhóm thứ ba là các tiêu chuẩn khác. Nhóm tiêu chuẩn về lâm sàng huyết học thì bệnh nhân cần phải có đủ cả bốn tiêu chuẩn. Thứ nhất là mono máu ngoại vi trên 1 giga. Thứ hai là blast trong máu ngoại vi và tủy xương dưới 20%. Thứ ba là lách to. Và thứ tư là gen BCR-ABL âm tính. Đây là bốn cái tiêu chuẩn lâm sàng huyết học. Đúng không nhỉ? Thứ tiếp theo là cái tiêu chuẩn về di truyền. Tiêu chuẩn về di truyền thì chúng ta sẽ thấy là có ít nhất một trong ba tiêu chuẩn về di truyền như ở trên màn hình đúng không nhỉ? Và các tiêu chuẩn khác. Các tiêu chuẩn khác là đưa ra khi mà bệnh nhân không đáp ứng cũng được cái tiêu chuẩn di truyền này thì chúng ta phải có một trong các tiêu chí sau. Thứ nhất là một trong hai tiêu chí. Thứ nhất là phải có monosomy 7 hoặc là một biến nhiễm sắc thể khác. Nếu mà không có monosomy 7 ở bất thường khác thì chúng ta phải có hai trong số các tiêu chuẩn. Thứ nhất là tăng HbF. Thứ hai là xuất hiện từ trung gian dòng tủy và hồng cầu trong máu ngoại vi. Thứ ba là xét nghiệm nuôi cấy thì phải tăng độ nhạy với yếu tố CSF2. Thứ tư là tăng phosphorin hóa với STAR5. Đó. Tuy nhiên là hai cái tiêu chuẩn dưới ở Việt Nam thì rất là khó làm đúng không nhỉ? Tuy nhiên là chúng ta thường là chúng ta sẽ tiêu chuẩn nên là thường là chuẩn đoán ở Việt Nam thì chúng ta sẽ đưa ra lại với bốn tiêu chuẩn lâm sàng huyết học, và hai tiêu chuẩn đầu tiên này chính là tăng HbF hoặc là xuất hiện từ trung gian ngoại vi đúng không nhỉ? Monosomy 7 chúng ta vẫn có thể gặp được làm được đúng không nhỉ? Vì chúng ta vẫn làm công thức nhiễm sắc thể bình thường đúng không nhỉ? Đó. Thì đây là toàn bộ những cái gì mà tôi muốn truyền đạt lại cho chúng ta trong cái bài tăng sinh rồi bài bệnh lý tăng sinh tủy hôm nay. Nếu mà tất cả anh chị ở đây chúng ta đã hiểu bài và không có ý kiến gì thì tôi xin phép kết thúc bài giảng hôm nay tại đây. Bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Mọi thắc mắc về bài giảng mời anh chị liên hệ với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo Tuyến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Hẹn gặp lại các anh chị ở những bài giảng sau.